Thưa quý vị, trong rất nhiều các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên truyền ca khúc cách mạng được xem là một hoạt động hiệu quả, có tính trực quan cao, vừa góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, vừa khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, qua đó nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới. Một buổi tuyên truyền ca khúc cách mạng được đoàn thanh niên tại địa phương tổ chức. Âm vang của những khúc ca Đi cùng năm tháng không chỉ khiến người xem cảm thấy xúc động, mà còn khiến chính những người trẻ tham gia biểu diễn cảm thấy vô cùng tự hào. Khi được tham gia chương trình này, em thấy rất là tự hào. Qua những tiết mục, em cảm thấy những anh hùng ngày xưa thật là vĩ đại, nhờ những ông cha ta nằm xuống mà chúng ta đã có ngày hôm nay. Từ đầu tháng 5 năm 2022 đến nay, liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề Khúc tráng ca hào hùng được thành đoàn Đà Nẵng tổ chức tại khu vực Cầu Rồng đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên địa phương và sự quan tâm hưởng ứng của nhân dân. Thông qua đó bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc cũng như đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Các cái sân chơi rất đa dạng dành cho nhiều đối tượng từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông và đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố, và được tổ chức từ các nhóm nhảy hiện đại cho đến liên hoan làng điệu dân ca. Và trong dịp này, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thì thành đoàn đã tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chủ đề Khúc tráng ca hào hùng. Với nội dung ca ngợi những chiến công, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước vì nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc, các chương trình tuyên truyền ca khúc cách mạng diễn ra vào dịp cuối tuần đã trở thành hoạt động sân chơi tinh thần đầy ý nghĩa. Đây còn là dịp để tuổi trẻ thành phố tri ân những đóng góp đối với các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng tại địa phương. Những bài ca hào hùng Đi cùng năm tháng cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay sẽ góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, vun đắp hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.